Thưa quý vị, cũng giống như tất cả những người khách mời đã lên đây, thì hôm nay Vương Hương bắt cóc được một vị khách của LV. Chị có một giọng hát rất là truyền cảm, và chị rất dễ thương nữa, và có cái tên cũng rất là dễ thương, nên Vương Hương muốn dành sự đặc biệt này để cho Luân Vũ giới thiệu. Cảm ơn Vương thật là nhiều. Kính thưa vị, vẫn như Lưu Vũ thường nói là nếu quý vị nào cảm thấy trong gia đình, người thân và bạn bè mình có chất giọng mà không ngại đứng trên sân khấu của đài truyền hình SCT thì cứ tới nhà hàng LV Restaurant and Lounge nằm tại đường McFadden, góc đường Magnolia trong khu phở Sông Hải. Kính thưa vị, thì nơi đây mỗi tối Vương Hương và Lưu Vũ sẽ đàn tại đây, và từ đó đây là nơi mà Lưu Vũ có thể audition từng tiếng hát. Và tình cờ thôi, một cái tên cũng rất là dễ thương, chị tên là Nhật Uyên, chị đến LV trong những tuần vừa qua và Lưu Vũ thấy chị hát với cái đam mê. Mặc dù đây là một cái restaurant nhưng mà chị hát thả cái tâm hồn trái tim mình vào từng bài hát, thì Lưu Vũ mới mạo muội mời chị lên chương trình của đài truyền hình SCT. Và đứng kế Lưu Vũ đó là chị Nhật Uyên. Thì chị Nhật Uyên ơi, rất nhiều quý khách thính giả đang xem chương trình, trong đó có người thân và bạn bè gia đình của chị xem, thì xin mời chị gửi lời chúc Tết và chúc người thân trong gia đình mình, bạn bè của mình. Xin mời chị. Xin cảm ơn anh Luân Vũ và chị Vương Hương. Nhân tiện đây, Nhật Uyên xin được kính chúc mẹ và bà má một năm mới tràn đầy sức khỏe, thật nhiều hồng ân để hưởng phước với con cháu, cũng như kính chúc tất cả quý vị của đài truyền hình SBT, SCT. SCT một năm mới an khang và thịnh vượng. Thưa chị, cơ duyên nào chị đến với LV, và chị Lưu Vũ biết chị ở rất xa, chị có thể chia sẻ đến quý khán giả. Kính thưa vị, khi mà chị lái xe lên đây luôn kẹt xe là cỡ 2 tiếng đúng không chị? Xin mời chị. 2 tiếng lái xe là chuyện thường. Nhật Uyên ở khá xa Orange County, Nhật Uyên ở Northridge, nơi mà có earthquake năm 1994. Cái lần đó là sập cái cầu luôn. Dạ Năm đúng đó rồi. Dạ. Vương Hương mới qua Mỹ. Và lúc đó chị đã ở đó rồi. Dạ em mới tới. À, chị mới tới nơi đó. Nhưng mà không phải tại vì em tới mà bằng đất đâu ạ. Và chị Nhật Uyên ơi, để không làm mất thời gian của quý khán giả, nhạc phẩm đầu tiên chị muốn tặng cho tất cả quý khán giả đó là nhạc phẩm gì thưa chị? Nhật Uyên xin được trân trọng kính mời quý vị khán giả thưởng thức nhạc phẩm Giọt Nắng Bên Thềm của nhạc sĩ Thanh Tùng. Sân nhà tôi chim vẫn hót sau vườn nhà tôi, giọt nắng bâng khuâng, giọt nắng rơi rơi bên thềm, bài hát bâng khuâng, bài hát mang bao kỷ niệm những ngày lâu lắm rồi anh không đến chơi, cây sen đã lá bạc như vôi, rồi đã gieo phong, rồi đã chưa quên chân người, bài hát gieo phong, bài hát viết không nên lời đã vội. Tình đầu tiên
trả lại cho tôi, trả lại cho anh, trả về hư không giọt nắng bên nhà tôi, chim vẫn hót sau vườn nhà tôi. Một sớm mai kia chưa thấy hư vô trong đời, người vẫn đâu đây, người cũng đã như xa rồi. Thấy buồn anh cũng đến chơi, chim vẫn hót trong vườn đấy thôi. Chỉ có trong tôi ngày đã sang đến lâu rồi. Bài hát cho anh giờ đã hát cho mọi người, để rồi lãng quên. Từng giờ bình yên, bài hát tìm trong lá biếc, từng chiều hoàng hôn còn lại trong tôi, còn lại trong anh, chỉ là lung lay giọt nắng. Trong khói thuốc từng giờ bình yên, bài hát tìm trong mắt biếc, từng chiều hoàng hôn còn lại trong tôi, còn lại trong anh, chỉ là lung lay giọt nắng. Trả lại cho tôi, trả lại cho anh, trả về hư không.